chơi hết mình xinh quá thì có em lo. Đám cưới tưng bừng ngập tràn làng trang sông dưới vui mừng, ba má hai bên nâng ly chúc nhau vui hòa chừng. Về là về bên anh băng qua cánh đồng xanh, chắc chưa từng đêm trong một đời dành cho anh mới. Em sẽ theo anh về, về làm dấu miền Tây, quên hết lâu lo ta sống vui mỗi ngày. Em sẽ theo anh về, về làm dấu ngón xinh ngoan xinh. Em đi trong nắng chang chang xinh. Anh trông sao thấy hoang mang, vì thương em nhất trong cái đám trai làng là anh, là anh chứ không ai. Chồng em có tương lai, mù có chính cho tới mấy mùa thì anh vẫn đi theo em hoài. Ơi em cô gái con đào, em cùng anh kết thúc cùng pháo hoa. Anh đi cùng mẹ cùng cha đưa em đi khắp miền Tây quê mình. Xa mây trời một màu xanh, em tươi cười và cùng anh đó. Xuân về, giọt sương mai lòng lanh thế, lòng ai bâng không vai kề. Trong nắng xuân mới áo hoa rực rỡ lụa mềm, là dáng em đó hay nàng tiên ngoài thêm. Em nghe xuân lời tơ hương, anh nghe em lời yêu. Xin mời nam ca sĩ Minh Lốn ạ. À.
Mời mấy cô dâu mời mấy cô ơi, biết mà
màu màu vô chứ gái. Bỏ miếng màu màu vô vậy. Dạ, chậm, dạ, tôi mời, tôi mời, tôi đang mời nha. Thank you.
nhạc trình bày rất là sôi động của nam ca sĩ Minh Cưới rất là nhiều. Và lưu tụ chương trình xin quý vị cùng lắng nghe giọng hát của cô Ba đến từ đơn vị Chợ Bến Xe. Xin trình bày một trong tuổi
Có ai sánh bằng, ta sẽ chung một nhà, đợi ngày
dâu hiền thương ba má của anh, như thương ba mẹ mình phận con dâu em đã biết. Thêm đứa con thật ngoan hiền, hai bên họ hàng yên tâm, sống bên nhau thêm lặng lòng duyên ước hẹn trăm năm. Trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu,
nhớ nên muốn theo nàng mãi về sau. Nụ cười cả anh mắt khiến ta lại càng muốn kề nhau. Dẫu mai sau có cô nàng mỹ nữ sắc hoa gọi mời thì nàng ơi, ta sẽ luôn ở bên em trọn đời. Vì trái tim này đã lỡ yêu em từ bao lâu, người con gái dịu dàng như những cánh hoa hồng. Liệu rằng anh viết thì mình muốn nói nhớ em được không em? Chờ hồi âm dẫu bao lâu cũng không sao. Duyên hồng trần kiếp này, hẹn thề mình bên nhau dẫu trăm ngàn bể dâu. Kia những cánh bướm xinh xinh đậu trên những đóa hoa thơm đã chứng minh cho tình yêu chúng ta. Em có biết bao đêm anh nằm thao thức vì em, nụ cười ánh mắt ngây thơ khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết quyên nương chung một mái nhà. Cô bạn thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tưới kết duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thế dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ấp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc đầu. Khiến trái tim anh thẫn thờ. Trên có muôn ngàn mây theo gió bốn phương trời đó đây, mặt hồ nước long lanh trắng soi bóng in hình đôi ta. Em ơi anh rất muốn qua mình cùng thừa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà.
làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn sơ nhưng đầy ắp tiếng cười trẻ thơ, mình hạnh phúc bên nhau cho đến lúc răng long bạc. Em ơi anh rất muốn qua, mình cùng thưa với mẹ cha, xin cho đám cưới hai ta kết uyên ương chung một mái nhà. Cô bác thôn làng ta hai gia quyến vui cười thiết tha, rộn ràng châu cao tươi cất duyên muôn ngàn tình hương sắc hoa. Đồng lòng đồng nghĩa phú thê, dù mặn dù đắng dù cay, mình cùng vun đắp tương lai cho hạnh phúc chúng ta sau này. Dù cuộc sống đơn giản, họ sau khi mong quả đã được vào trong và thân tộc hai họ cũng đông đủ, sau đây xin phép hai họ cho tiến hành. Và lời đầu tiên cũng xin được gửi đến thân tộc hai họ với lời kính chúc sức khỏe, lời chúc mừng hạnh phúc và lời chào trân trọng nhất. Kính thưa quý tộc họ nhà gái, được sự thống nhất của hai gia đình, ngày hôm nay là ngày 2 Tây tháng 12 dương lịch năm 2023, cũng nhằm ngày 20 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt mà họ nhà trai của chúng tôi, đó là ông Nguyễn Thanh Xuân và bà Mã Kim Sa ở ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, cùng với họ hàng thân tộc đến đây để xin phép quý tộc họ nhà gái cho tiến hành phần lễ đại đăng khoa, tức là lễ đính hôn hay còn gọi là lễ hỏi. Và cũng rất vui được họ nhà gái ta nồng nhiệt chào đón họ nhà trai chúng tôi để tạo điều kiện dễ dãi thuận lợi để họ nhà trai chúng tôi được nhập gia để trình qua phần nghi thức nghi lễ. Tuy nhiên có câu nói nhập gia là phải tùy tục phong tục tập quán mỗi nơi mỗi khác. Về phần nghi thức cho buổi lễ hỏi hôm nay có điều chi thiếu sót, rất mong họ nhà gái, họ nhà trai, trưởng tộc đôi bên chúng ta góp ý kiến tạo buổi lễ theo phần tốt đẹp. Hai lời hai họ lời nhà trai cảm ơn quý tộc họ nhà gái và xin dành một tràng vỗ tay để chúc mừng hai họ. Và sau đây xin phép quý tộc họ nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi được tiến hành phần nghi thức, đó là trước tiên là phần nghi thức thượng liễn mà hôm nay họ nhà trai chúng tôi có chuẩn bị một đôi liễn đính hôn. Xin phép quý tộc họ nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi được dán liễn và mời ghế phụ bước ra ngoài dán liễn. Trong khi ghế phụ dán liễn thì chúng tôi xin được phép trình qua phần quà vật, tất nhiên là lễ vật để dâng lên cho cửu quyền thất tổ. Vì mọi người chúng ta ai cũng có tổ tiên, đó là cửu quyền. Chính vì vậy họ nhà trai chúng tôi hôm nay sang có chuẩn bị tổng cộng đó là 10 mâm quả với câu thập toàn thập mỹ. Mà hôm nay họ nhà trai chúng tôi sang gồm có trước tiên là mâm lộc hay còn gọi là chầu cao, mâm lễ hay gọi là đèn long phụng, còn các cái mâm lễ vật khác gồm có rượu trà, bánh mứt, trái cây để dâng lên cho cửu quyền thất tổ. Sau đó họ nhà gái chúng ta dùng lễ thảo và xin được trình qua quý tộc họ nhà gái và mời chú ông đôi bên chúng ta đến để chúng ta tiếp nhận phần lễ vật để dâng lên chủ quyền cửu quyền và thắp cửu quyền nén nhang. Và xin trân trọng kính mời đôi bên chú ông. Anh cho em mùa xuân nụ hoa vàng mới nở, chiều đông nào nhung nhớ đường lao sao lá đầy, chân bước mòn hè phố mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân nay tất cả lộc non vừa chảy lá, lời thơ thương cõi đời bầy chim lùa vắt nắng trong cõi chiều chơi vơi. Đất mẹ đầy cỏ lúa đồng xanh xa mấy mùa, ngoài đê xiêu căng gió toàn câu hò đôi lứa, trong sóng vang chuông chùa trắng sáng soi. Tháng 10 âm lịch năm Quý Mão, nay hai gia đình kết tình thông gia để tổ chức buổi lễ đại đăng khoa mừng cho tân nương Kim Ngân Sánh Viên cùng tân lang Hoàng An. Nay chủ ông hay họ chúng tôi xin được dâng hương cho cửu quyền, đưa chị cây hay hai chị ngửi cây quyền cửu quyền chứng minh cho tình thông gia hai họ chúng tôi hôm nay liên hiệp thành đại lễ, chúc tình thông gia gắn bó bên nhau. Nam mô Di Đà Phật. Rồi sáng cái rồi nhập lại em đem rồi, nặng không à, mấy kêu phụ nữ thôi.
Dẹp ghế giùm. Ủa cái Migo đâu ta? Họ sau khi chú Hông hay họ đã dâng hương cho Cổ Quyền, cũng đã thắp cho Cổ Quyền nén nhang. Nay Cổ Quyền cũng đã chứng minh và cho tình thông gia đôi bên. Sau đây xin phép quý tộc họ nhà gái cho khai hiệp chúng tôi được di chuyển vào trong để đến phần trình họ, và mời ghế phụ ôm này vô. Hết pin rồi. Xin phép được trình qua phần xính lễ, trong đó gồm có nữ trang, trang sức cho cô dâu trong buổi lễ hỏi hôm nay. Và bây giờ mời chú ông họ nhà trai chúng ta bắt đầu đem nữ trang ra để trình cho quý tộc họ nhà gái. Hợp lý uống ly đó. Nhà trai xin được trình qua phần xính lễ gồm có nữ trang, trang sức cho cô dâu trong buổi lễ hỏi để chúng ta tiếp đến lễ cưới. Thì hôm nay họ nhà trai sang ngoài phần mà hôm rồi đi chơi đó, sang đi chơi có cho cô dâu một tấm lắc vàng một lượng. Thì hôm nay trong ngày lễ hỏi thì họ nhà trai chúng tôi trước tiên là có đôi bông hộp xoàn cho cô dâu, đó là gắn cho cô dâu một cái duyên. Sau đó là một sợi dây chuyền vàng có mặt cái mặt chữ phước, và một bộ vòng gồm có vòng cổ hay gọi là chiếc kiềng, vòng tay long phụng. Và lát nữa đây sau khi cô dâu hỏi thì hồi xưa là cho mấy bộ đồ cho cô dâu thì để sắm sửa về nhà chồng, nhưng ngày hôm nay lát nữa đây cô dâu hỏi cha mẹ cho 10 triệu đồng để cô dâu tự đi sắm sửa cho vừa ý hơn. Thì cũng xin được thông qua đôi bên thân tộc, đó là hôm nay ngoài phần lễ đi chơi, họ nhà trai chúng tôi đã có cho cô dâu một lượng vàng và nạp tài, đó là tiền phụ trợ 50 triệu. Thì trong ngày lễ hỏi hôm nay, họ nhà trai chúng tôi có thêm 5 lượng vàng nữa, tổng cộng là 6 lượng, cùng với số tiền 50 triệu và 10 triệu cho cô dâu sắm đồ. Đó là gói ràng và một đôi bông hồng son. Và 10 là 20 nhà. Như vậy thì cũng đã xong qua hai họ được biết. Và về phần cái phần xính lễ của họ nhà trai chúng tôi, mời mẹ của cô dâu dẫn cô dâu ra đây để tiếp nhận phần này. Chú rể ơi, ăn. Thiệp hồng cầm tay đón ngay mình thành đôi, một tấp leo trắng hai quả tim mơ ta về chung lối. Kiều vàng ngựa ô chân chưa
tháng bên nhau son sắc mặn nồng, mong ta chung sống đến đầu bạc răng long, hạnh phúc mênh mông trung tâm thiệp hồng, thanh xuân chỉ có mình em mà thôi. Tô má em hồng ngày phú quý bên gia đình, một chiếc nhân sinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm, đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cùng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thâm gia, diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, bên muôn đời cùng ngắm sao trên trời, là ho quán đây đeo hát anh mời. Thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Mà con rồng là Tăng Lan, con phụng là Tăng Nương. Mà khi hai cháu sinh ra mỗi đứa một nhà, hôm nay có sự tác hợp của hai gia đình, hai cháu về ở chung một nhà gọi là Long Phụng Xuân Vầy, hay còn gọi là Hòa Minh. Chính vì vậy xin mời chủ hôn hai họ, đó là hai người cha thân yêu, sẽ thắp sáng đèn Long Phụng cho hai con, để hai con nhận được cái đức từ phía hai cha, và hai cha sẽ là người nắm chặt hạnh phúc cho hai con. Và bây giờ mời thông gia chúng ta thắp đèn. Khỏi ha, khỏi ha. Ủa cái quạt đâu rồi, cái quạt quay ra, hồi nãy quay ra, quay vô chí, quay ra, quay ra. Hơi nhiều. Không, anh vậy là hơi cái sáp này nè. Dùm em nhiều chút nha. Nó qua cái đoạn nước cái, nó còn có một đoạn nước nữa. Nó sẽ bật đoạn nước nhiều chút nha, cho nó qua. Ok, được rồi đó. Hai thông gia lui lại, hai con đứng lên cho anh. Không. Dẫn tay vô một cái. Khoan. Rồi hai thông gia buông tay đi cho hai đứa cầm đi. Rồi chú hướng dẫn là hai đứa cầm đèn cho chắc nha. Rồi nhập đèn lại. Nhập đèn lại hai con. Cho đều cái, so cái đều lại cái. Tay con, tay kia con bỏ cái dưới đèn coi. Cô dâu chính giữa con. Kính thưa ơi. Kính thưa ơi họ. Tạo hóa là có cha trời mẹ đất, đó là hoàng thiên hậu thổ mới có con người chúng ta. Lương duyên là có ông tơ bà nguyệt xe duyên chỉ hồng. Tơ hồng nguyệt lão xe duyên, thiên địa chứng giám, củ quyền chứng minh, đèn hồng soi sáng lương duyên, trăm năm hạnh phúc, Long Phụng Hòa Minh. Cô dấu ghệ cúi đầu cảm ơn trời đất, cảm ơn ông tơ bà nguyệt đã xe duyên cho đôi bạn. Nhất lễ, cúi đầu. Nhị lễ, tam lễ. Rồi quay vô trong. Hai cái vai này, hai cái vai đó quay vô. Long Phụng vẫn để vậy. Niên hảo hiệp, cô dấu ghệ cúi đầu. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, lễ thượng đăng bắt đầu. Mời hai thông gia nhận đèn, đừng có tách ra, nhìn vô luôn. Rồi hai thông gia để đèn lên, một ông vịnh, một ông đổ gạo vô. Đổ gạo vô đi anh, vịnh ở trên thôi anh, cái tay về buông ở dưới để đổ gạo. Lắc anh. Rồi chỉnh lại. Rồi hai chị đứng kế hai anh. Chị sai. Rồi được rồi đó. Dĩnh đèn không, chị đứng bên kia, đứng bên anh. Để một tay ở dưới đây thôi. Tổ tông Long Phụng Đăng đã được thắp sáng tổ tông, để hôm nay đoàn viên hai họ ngàn năm con cháu được lưu truyền. Chúc mừng tình thông gia đôi bên. Vỗ tay. Bắt tay. Chị bước tới bắt tay chị. Rồi đó, chúc mừng rồi đó nha. Gắn chặt cái đèn này là đôi bên đã là thông gia với nhau. Rồi mời thông gia ngồi để hai con vô. Thì kính thưa họ, giờ là đến phần hỏi. Thì trước tiên thì cô dấu ghệ sẽ hỏi, đó là ra mắt của quyền. Sau đó sẽ ra mắt họ hàng năm 2023, nhằm ngày 20 tháng 10 âm lịch năm Quý Mão, là ngày lành tháng tốt kết tình thông gia giữa hai họ, họ Nguyễn và họ Ngô, đi cùng tổ chức buổi lễ đài đăng khoa mừng cho Tăng Lan Nguyễn Hoàng An Úc Nam sánh duyên cùng Ngô Kim Ngân trưởng nữ. Nay cô dấu đệ xin được ra mắt của quý thất tổ để cung thỉnh của quyền nội ngoại quy hội chứng minh phù hộ Tăng Lan Tăng Nương được Long Phụng Hòa Minh, bách niên giai lão, con cháu đầy đàn, giàu sang phú quý. Cô dấu đệ xin được cung kính dâng lên cho quý thất tổ tứ lễ, nhất lễ,
nhị lễ, tam lễ, tứ lễ. Nam mô Di Đà Phật, nguyện cùng nguyện phù hộ cho hai cháu vợ chồng Trung Hoa an đa đàng gia con cháu đầy đàn giàu sang phú quý. Nam mô Di Đà Phật. Rồi quay ra. Và đứng trước sự hiện diện của thân tộc hay họ là niềm hạnh phúc rất lớn cho hai cháu của dấu gậy cuối đầu nè. Nhất lễ, nhị lễ, lễ đã thành, chúc mừng. Thì bây giờ là đến phần hỏi họ. Hỏi họ tất nhiên là họ nhà gái sẽ được chú rể hỏi trước, nhưng họ nhà gái được miễn quà vì cháu chưa xuất giá. Thì hôm nay thì cháu rể qua đây để hỏi cho đó. Bà nói dùng, bà nói. Đưa cho bà nói. Đó. Rồi, kêu theo cô dâu kêu sao kêu vậy? Rồi bà nội một miếng lọc, chúc bà sống hơn 100 tuổi nha, 144 tuổi. Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn, cái lọc. Dạ, mình không có ăn thì mình giữ lên mình mua số đặc biệt. Ông ngoại, bà ngoại, ông ngoại ơi, cháu rể nó mời ông ngoại, mời bà ngoại. Bà ngoại, rồi cúi đầu cảm ơn ông ngoại bà ngoại nè. Nhất lễ, nhị lễ, đây một miếng lọc cho ông ngoại bà ngoại, chúc ông ngoại bà ngoại cũng sống hơn 100 tuổi nha. Phước như Đông Hải, thọ tỷ Nam Sơn. Bà gì? Rồi bên kia tiếp tục luôn. Dạ không, đủ rồi. Một bên chỉ có 2 miếng thôi, còn 2 miếng của bên này. Chỉ có ông bà nội, ông bà ngoại mới được hưởng thôi. Dạ. Dạ. Có nghĩa là chỉ có một bên là chỉ có bên nội ngoại thôi. Đó là ông bà nội, ông bà ngoại. Thí dụ như ông bà nội và ông bà ngoại không có thì người ta sẽ được cha mẹ hưởng. Đó là ông bà, cha mẹ là cái đó chỉ có dành có nhiêu. Muốn thêm nữa không có. Dạ. Rồi về đây. Cha rồi, như núi Thái Sơn, nghĩa mẹ như nước giặt vào biển Đông. Có được ngày vui hôm nay, đó là nhờ công sinh thành dưỡng dục của cha mẹ. Chính vì vậy trong ngày lễ đại đăng khoa, cô giáo đứng bên kia, xin mời cha mẹ nhận chứng tấm lòng của chàng Nghĩa Thảo và con gái của mình để cảm ơn cha mẹ đã sinh thành dưỡng dục để lo lắng hạnh phúc cho hai con. Rồi anh chị nhận đi. Và hai đứa đứng sau lưng, quay lại sau lưng, sát vô. Sát. Rồi đây là công ơn sinh thành của cha mẹ. Một chàng vỗ tay chúc mừng. Rồi nghe, uống dung rượu này là bắt đầu là chính thức là nhận con trai rồi đó nha. Con rể như con trai. Rồi mời anh chị ngồi. Và bây giờ xin phép quý tộc họ nhà gái cho họ nhà trai chúng tôi được nhận chung rượu nàng dâu. Đó là cô dâu sẽ bắt đầu ra mắt, gọi là hỏi họ nhà nhà trai. Thì ở đây thì có ai gì nữa. Này con. Đây mời bà dì, mời bác bảy. Đi vòng qua đi. Vòng qua đi. Dì năm. Dì ba, dì năm. Rồi nhà trai mình chuẩn bị nha. Hôm nay nhà trai đặt rượu ở Trà Kha đó, uống rồi móc ra. Dạ. Dì Tư bác Bảy. Bác Bảy. Rồi dì ba, dì năm. Cảm ơn hai dì.
Rồi. Đó, cái đó là dì ba đang đeo đó. Dì năm đã đeo rồi. Bây giờ mời. Đó, bước qua mời bác Bảy nè. Bác Bảy. Cô Tư. Bác Bảy nè, rồi cô Tư. Cô Tư, đó. Dạ, cô Tư, bác Bảy cũng đi lại giùm tụi con này. Cô Bảy đứng sát vô cho mẹ, xoay mặt ra đây nè. Rồi, cô Tư ơi, bác Bảy ơi, cô Tư ơi. Rồi, bên kia, mấy ông. Nhận rượu lại rồi qua mấy ông kìa. Bác Chính, bác Hai, một bự bự bên kia không à. Thông cảm nha mấy bác. Tại vì bàn chủng tộc, con phải nói, bác Hai, giờ là hỏi là mình phải hỏi là mình phải hỏi để mình nhận quà, như là hôm nay là hỏi để mình kêu theo. Dạ. Nghe nè, con kiếm cho chú chai nước suối với mát, chú lạnh đó con. Tiếp luôn. Rồi bà con mình có được quyền ra ngồi. Còn chú hôn ở lại. Rồi bác thông gia, bác hên đó, nhưng không có xui, hên. Bác thông gia và bác Bảy, đó. Theo đúng rồi, bác Bảy tới 7 ly lần đó. Rồi anh ghệ phụ ơi, gót vô ghệ phụ ơi. Rồi bác Năm, bác Năm đi, bác Năm đi. Rồi Dượng Ba. Rượu này ngon lắm Dượng Ba ơi. Bác Tám ơi, theo đúng dài bác Tám tới 8 ly lận đó nghe. Hai đứa. Bác Tám. Bác Tám. Vậy là cho dở mâm chầu luôn hả anh. Cô dâu ra mắt cha mẹ, mời cha mẹ. Mời đi con. Kê ghế lấy tấm lòng của nàng dâu hiền gửi cho cha mẹ. Mời đi con dâu. Anh Sơn bên đây nè. Hai đứa lùi lại. Thì về phần hỏi cha mẹ, cha mẹ cho con dâu 10 triệu đồng để con dâu sắm sửa quần áo. Chúc mừng. Rồi được rồi đó. Uống đi anh. Rồi anh chị đó đó. Sau đây xin phép thay họ cho tiến hành phần khui mâm lọc dở mâm chầu. Và bây giờ có dấu gậy chúng ta chuẩn bị. Tô má em hồng ngày phú quý bên gia đình. Một chiếc nhẫn xinh chứng minh cho đôi mình trọn đời trọn kiếp bên nhau ngàn năm. Đẹp tình đẹp nghĩa bước lên thành đường. Mình bên nhau ta cũng hứa đến già, lễ có chồng kết duyên tình thắm gia. Diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết cuộc đời, đến muôn đời cùng ngắm sao trên trời. Là ho khoan đây điều hát anh mời. Có chồng kết duyên tình thắm gia, diều hồng giao bối môi kề môi hẹn thề rằng đôi ta sẽ về chung một nhà. Cầm tay nhau ta đi hết
cuộc đời, đêm muôn người cùng ngắm sao trên trời, là hò khoan đây điều hát anh mời. Thương em rồi cô gái nhỏ anh yêu. Đôi lứa được keo sơn đậm đầy, hôm nay hai họ đã xuân bày có dấu rễ trọn đời. Thủy Chung chúc mừng hai đứa bay vô cuối đầu xá của quyền. Nhất lễ, nhị lễ, tam lễ, tứ lễ, rồi dân lộc lên đây. Quyền của quyền chứng minh phù hộ có dấu rễ được cao sang phú quý, lộc tài vô tận, và Thủy Chung đến trọn đời. Nam mô Di Đà Phật. Hôm qua rồi kiếm mấy kêu nó sắc dán nó đắt rồi à. Rồi để đại đó đi chị. Rồi anh chị đứng lên để em đọc cái tờ thiệp trình ngày cưới rồi em mình kết thúc. Ở cái nơi họ sau khi trước khi kết thúc buổi lễ, xin phép cho họ nhà trai chúng tôi xin được trình qua thiệp trình ngày cưới. Hồng thiệp trình lễ thành hôn lễ cưới, lượng tính kết minh bách niên hảo hợp, bách niên giai lão, kính trình nữ chủ hôn được tường, chiếu theo niên canh và cung mạng của hai con, ngày giá thú duy hôn nam nữ đồng ý lương duyên, kiết nhật nghinh hôn nam đáo nữ gia trình lễ, hôn lễ sẽ cử hành ngày 20 tháng 12 dương lịch năm 2023, cũng nhằm ngày mùng 8 tháng 11 âm lịch năm Quý Mão, vào khoảng 5 giờ sáng lễ nghinh hôn tại nhà gái, khoảng 8 giờ sáng lễ bái đường tại nhà trai. Nam bái từ đường, nữ bái xuất giá tùng phu, nam gia quy bái đường thành hôn chi lạc. Ngày giờ nói trên y văn hành lễ, lưỡng tánh liên hôn thành đại lễ. Nam chủ hôn vợ chồng đó là ông bà Nguyễn Thanh Xuân và Mã Kim Sa ở ấp 15 xã Vĩnh Mỹ B, huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu, xin được kính trình. Rồi. Rồi. Rồi, giờ hai thông gia lấy cái rượu lên cùng ly. Và bây giờ là kết tình thông gia, mời hai thông gia chúng ta cùng đi chúc mừng. Kể từ giờ phút này, thông gia đã gắn bó, nội ngoại đã tương tề, chúc gia đình hạnh phúc. Và buổi lễ đại đăng khoa về phần gia tiên và hỏi họ đã tốt đẹp. Rất cảm ơn quý tộc họ nhà gái đã rất là dễ dãi cho họ nhà trai chúng tôi về mọi điều trong phần nghi thức nghi lễ. Mong rằng tình thông gia hai họ hôm nay sẽ gắn kết với nhau để cho hai con thêm phần niềm tin hạnh phúc, và chúc cho tình thông gia luôn bền vững và thắt chặt tình nghĩa thông gia với nhau. Chúc cô dấu rể sớm đến ngày kết tóc sẽ duyên, trăm năm hạnh phúc, sang năm có cháu cho đôi bên được chúc mừng. Và một cặp gái một cặp trai, đôi bên sẽ có gái đầu lòng trong ngoài đẹp đẽ, trai đầu lòng khỏe mạnh thông minh, vợ chồng hạnh phúc Thủy Chung, dâu hiền rể thảo, đẹp tình thông gia. Nhân buổi lễ đại đăng khoa, chúc cho quý ông quý bà cô bác gần xa đến tham dự buổi lễ hôm nay luôn mạnh khỏe, gia đình vui vẻ hạnh phúc, con cháu giỏi giắn ngoan hiền hiếu thảo, và việc làm ăn buôn bán thuận buồm xuôi gió, mã đáo thành công, nhà nhà hạnh phúc, may mắn phát tài. Và bây giờ là họ nhà trai chúng tôi bắt đầu ra ngoài dùng tiệc với họ nhà gái. Hai lời nhà gái mời luôn nha, cảm ơn. Và mời mẹ sẽ dẫn cô dâu ra họ. Năm nay ta cưới nhau nha, xin ba má cho ta về một nhà, trời cao sẽ duyên cho mình rồi em ơi. Hương hoa muôn sắc xinh tươi, đám cưới đôi mình linh đình, ông tơ bà nguyệt đã kết duyên. Xuân sang hoa lá đâm bông nở rồi em có biết không,
kia cánh én tung bay nô đồ vui mùa lưng quanh. Mùa đông lạnh qua rồi nà, tình mình cũng đã đậm sâu rồi. Còn chờ chi hỡi người ơi, ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng? Cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên ta tương hòa. Và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta. Rằng năm cô tế sinh ra, ba má ta vui mừng hát ca. Một hai ba yo. Tết năm này sao mà vui quá xá, đặc biệt hơn cả là được rước em về nhà. Ra mắt ba mẹ rồi cùng ngồi vui ca, miếng nước tí trà thế là nên thành xuôi giá. Em còn ngày chi nữa, không có biết à. Đưa tay anh nắm xây đắp một căn nhà, trong đó có đôi mình và bằng tiếng cười trẻ thơ. Sống mà không cần nghĩ tới những chuyện ngu ngơ. Rồi nà, tình mình cũng đã đậm sâu rồi. Còn chờ chi hỡi người ơi, ta cưới liền đi. Mình đã yêu nhau từ lâu rồi mà cớ sao em còn ngại ngùng? Cầu chầu anh cũng đã mang qua, cầu mong hai bên ta thương hòa. Và nhờ cô bác gần xa tới chung vui ngày cưới của ta. Sáng năm cô tí sinh ra, ba má ta vui thật ca. Cha cha cha. Thưa má thưa ba, anh muốn dắt em đi về nhà.
sẽ cố gắng chăm lo mà ngăn. Anh rất thương em, ba mẹ em không cần lo lắng. Dứt giá bao năm nhưng lòng anh chẳng thấy khó khăn. Để thằng con anh nó chào đời sẽ không nhọc nhằn. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc đến ta chẳng mang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì em ơi. Giờ chồng tình nghĩa trước sau, giàu nghèo ta luôn có nhau. Cuộc đời cần có chi đâu, chỉ mong ta sẽ đông nhiều con cháu. Chẳng cần những thứ cao sang, chỉ hạnh phúc đến ta chẳng mang. Giờ một nhà vui lắm em ơi, một túp lều tranh có rất nhiều gì. Đến hôm của em thì xin gửi đến quý vị đã được mang tên đăng ký Youtuber. Xin mời quý vị và quý vị.
chờ đợi em bấy lâu nay để kêu anh bằng chồng. Trọn đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Mãi mãi không đổi thay, tình này nguyện trao em đắm say. Cưới em về sẽ không bao giờ để em khóc. Môi tôi chỉ ước mong sao để mau được giàu lên, nhờ người mai mối để gước em về môi tôi, nằm cạnh bên em để kêu em giờ ơi. Bày quá thương em nên anh ráng sang năm mừng ăn lên anh hút em về làm dâu. Chút yêu thương thêm chút mê say, làm lòng em chắc chắn sẽ là ngất ngây. Chờ đợi em bấy lâu trong trong đời anh hứa sẽ không hài lòng. Kết thông gia hai nhà ta, tùng chinh qua gấp dâu. Bằng lòng anh sáng anh mang bưng theo cạo châu. Uống rượu không say nhưng nào say ánh mắt của em, thương hương nhẹ bay làm ngây ngất nhớ em đêm ngày. Ước gì hơn mong có em bên cạnh, cùng em đi đêm thịt những tháng ngày về sau. Ưu tư buồn phiền vượt mâu, cùng anh đi đến bắt đầu. Mỗi sáng yên bình ta thấy tim mình hạnh phúc biết bao. Lênh đênh giữa đời sóng xô, chẳng phải lo có anh rồi. Dù cho nước cháy đã mòn, nắm tay anh đi qua màn mưa, ở đâu em cũng đón đưa. Cho dù thời gian già đủ,
Yo, okay.